xin chào các bạn, đây là tin tức Facebook 2020 phát đi từ thủ đô Washington Hoa, ở Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi xin chuyển đến các bạn bản tin. Tất cả các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm Vũ Hán đã chết. Sau đây là nội dung chi tiết. Giáo sư Tiến sĩ Tasuko Honjo tôi đã làm việc 4 năm trong phòng thí nghiệm Vũ Hán của Trung Quốc. Tôi hoàn toàn làm quen với tất cả các nhân viên của phòng thí nghiệm đó. Tôi đã gọi điện cho tất cả bọn họ sau tai nạn Corona nhưng tất cả điện thoại của họ đã biến mất trong 3 tháng qua bây giờ tất cả các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã chết. tại Nhật Bản giáo sư tiến sĩ Tasuko Honjo đã cảnh báo trước truyền thông ngày nay bằng cách nói rằng virus Corona không phải là tự nhiên nếu nó là tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ thế giới như thế này. Theo bản chất nhiệt độ là khác nhau ở các quốc gia, khác nhau nếu đó là tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng xấu đến những quốc gia có nhiệt độ tương đương với Trung Quốc. Thay vào đó, nó đang lan rộng ở một quốc gia như Thụy Sĩ, giống như cách nó lan rộng ở các khu vực sa mạc. Trong khi đó, nếu là tự nhiên, corona sẽ lan ra ở những nơi lạnh, nhưng chết ở những nơi nóng. Tôi đã thực hiện 40 năm nghiên cứu về động vật và virus. Virus corona không phải là tự nhiên nó được sản xuất. Và virus hoàn toàn nhân tạo. Tôi đã làm việc 4 năm trong phòng thí nghiệm Vũ Hán của Trung Quốc. Tôi hoàn toàn làm quen với tất cả các nhân viên của phòng thí nghiệm đó. Tôi đã gọi điện cho tất cả bọn họ sau tai nạn Corona nhưng tất cả điện thoại của họ đã biến mất trong 3 tháng qua. Bây giờ tất cả các kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm đã chết. Dựa trên tất cả kiến thức và nghiên cứu của tôi cho đến nay, tôi có thể nói điều này với sự tự tin 100% rằng Virus corona chẳng không tự nhiên, nó không đến từ rơi, Trung Quốc đã sản xuất nó. Nếu những gì tôi nói hôm nay được chứng minh là sai, hoặc thậm chí sau khi tôi chết, chính phủ có thể rút giải thưởng Nobel của tôi. Nhưng Trung Quốc đang nói dối và sự thật này, một ngày nào đó sẽ được tiết lộ cho mọi người. Honzo Tasuku sinh ngày 27 tháng 1 năm 1942 tại Kyoto. Kyoto là một nhà miễn dịch học người Nhật được trao giải Nobel danh giá vì công trình khám phá của ông về protein PD-1. Ông cũng được biết đến với nhận dạng phân tử của các cytokine IL-4 và IL-5 cũng như phát hiện ra ACD. Cần thiết cho sự tái tổ hợp chuyển đổi lớp và siêu đột biến, ông được bầu làm cộng tác viên nước ngoài của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ năm 2001, là thành viên của Học viện Khoa học Tự nhiên Đức Leopoldina năm 2003 và cũng là nhân thành viên của học viện Nhật Bản năm 2005 và năm 2018. Ông và James P. Allison được trao giải Nobel sinh lý học và y khoa vì khám phá của họ trong điều trị ung thư bằng phương pháp sử dụng các tế bào miễn dịch để tấn công tế bào ung thư. Ông và Allison đã cùng nhau giành được 2014 giải tặng thưởng khoa học sinh dược cho cùng một thành tích Năm 2016, ông nhận giải giải khoa học y khoa Keio. Năm 2016, ông cũng được trao giải khoa học phục đán Zhongzi. Cũng năm 2016, ông được trao giải Thomson Reuters Citation Laureate. Năm 2017, ông nhận được ông nhận giải quỹ Warren Alpert. Hanzo tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1966 Đại học Tokyo Kyoto năm Năm 1975, ông nhận bằng tiến sĩ trong hóa học y tế dưới sự giám sát của Yasutomi Nishizuka và Osamuha Hayashi. Từ năm 1971 đến năm 1974, ông là giảng viên thỉnh giảng tại khoa phôi học Viện Carnegie của Washington và Viện Sức Khỏe Trẻ Em và Phát triển Con Người, Viện Y tế Quốc gia. Sau khi học tập tại Mỹ, ông là trợ lý giáo sư tại khoa y đại học Tokyo từ năm 1974 đến năm 1979 và là giáo sư chủ tịch khoa di truyền trường y đại học Osaka từ năm 1979 đến năm 1984. Ông là thành viên của hiệp hội miễn dịch học Nhật Bản và là chủ tịch của nó. Chủ tịch của nó từ năm 1999 đến năm 2000. Honjo cũng là một thành viên danh dự của Hiệp hội các nhà miễn dịch học Hoa Kỳ. Từ năm 1984, ông là giảng viên của Đại học Kyoto và vào năm 2017, ông trở thành phó tổng giám đốc và giáo sư xuất sắc của Học viện Cao học Kyoto, viết tắt là KUIS. Bản tin trên đây dựa theo Việt BF. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bản tin kế tiếp. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe và share để ủng hộ cho kênh của chúng tôi cảm ơn các bạn